Quỳnh và Lan lên tầng năm khách đang order. Còn con Mi qua phòng 309. Dạ còn em, anh thử xem có ai bục lịch. Nhìn mày ta nên chẳng ai muốn đi. Hơ sao em lại khóc khóc, nó dã man về lù. Nó chê em là ngài già hết ta. Ừ thì thôi chịu khó đại tư, em lấy không ra tiền. Mày lại chém em bán hàng online dầu kì. Mày đừng có mất tình yêu, cứ gọi đều chẳng bấy nhiêu. Bốn chai rượu hiệu ma cu siêu, mà tất xấu 2 triệu. Thế còn tiền hạn không tính à, tiền ôm ngại không tính à. Viết dây đậm rồi ký tên, hót thằng Ly lên. Anh tâm lâu lắm mới thấy đến chơi nơi này. Em vanh anh đây, anh xuống để thăm em mà. Chú có thể cộng anh vào được không? Bọn mày đâu ra đây? Cộng anh tâm đi vào, thấy anh sao không chào? Thôi em tâm em nhìn không ra, giờ mày nhìn ra chưa? Đúng anh tâm đây rồi, đúng thì phải thế nào? Muốn anh tâm nhiệt tình cho ta. Diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng giờ lấn sang âm nhạc, nhạc giá 4 ngàn. Sâu, chúc có con nào khá hơn con này? Em có con này mới thi hoa hậu, 15.000 đô. Loại này à, service thì phải gọi là tuyệt vời. Anh thích đi tour chỉ cần đề nghị một lời, nhưng giá nó hơi chua vì dạo này nhiều lời mời. Anh thích con nào? Được rồi, anh chốt toàn bộ hàng của nhà mày. Đi 2-5 hôm khởi hành vào chủ nhật này, anh sẽ dễ trao em tiền đặt cọc cược này. Anh chất về là còn phòng nào không, chỉ còn một phòng trong phòng vừa đại tu âm thanh ánh sáng đã sống động. Xịn hơn ở nơi khác đảm bảo là mất sắc. Phòng này phòng VIP nên chỉ tiếp khách nghe nhạc thôi. Đồ ăn thì ra sao, đồ ăn thì ngoan lắm. Ở trên phòng đã có sẵn một thằng đang nấu cơm. Vậy thì mình lên thôi, bật hộ bài lát trôi, điều thêm bài em lên đây bơi với bọn tôi. Phạm Thị Thoại vừa đi đâu ra phòng VIP khách đang chờ. Gì mà một mình cân làm em làm sao mà tiếp được? Mày không tiếp được khách thì mày chết đi. Mày sống làm mẹ gì nữa? 1, 2, 3 giang tay ra, các đại ca bơi theo em nha. Ta cùng bơi lên Phan Xi Păng, xong chúng ta xuống nơi Vĩnh Hằng. Đề nghị anh không bơi xa bờ, anh phải bơi cùng đoàn, rõ chưa? Chẳng may nếu có chết đuối mình còn cứu nhau. 1, 2, 3 1.000 đô la, chúc mừng anh tung hoa tung hoa. Thêm tiền anh tâm đưa cho tao, tao tính sơ cũng 50 ngàn. À vậy thì cho em xin 2 ngàn, quê ở đâu mà khôn thế em? Ôi sao anh ngỡ nặng lời với em, cút ngay ra ngoài kia.
đi chơi mà cha đủ tiền thì ai đánh ông như con điên mà nó chỉ đáng tuổi của cháu tao mà lại hôn sao a thế a cháu chấp ca họ nhà chú mày nói gì cháu chấp ca họ nhà chú cháu một khi đã cau thì cực kỳ mau đừng động vào cháu nhớ chưa chuyện tay đình rồi anh ơi con thoáng đó sốc thuốc rồi mày lại đùa cả tao sao anh thường chạy lên mà trách xe